Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Hương Quê. Dạ, hôm nay được chú Hùng ở Mỹ, chú Phát Tâm gửi tặng 100 phần cơm thịt nướng và nước trà đường đến bà con ở quê ăn sáng. Dạ, thì con cảm ơn tấm lòng của chú Hùng rất là nhiều luôn. Đó, Hương yêu bà con ở quê tặng cho bà con bữa ăn sáng rất là ngon. Dạ, con chúc cho chú lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ, bây giờ ba mẹ con của con sẽ thay mặt chú làm gửi tặng những phần cơm thịt nướng. Bên đây là thùng cơm tấm nha bà cô chú. Có bì nè, dưa chua, có gì mẹ mang bao tay vô để vô tiếp, dưa leo, đây cái trứng chiên nha, với một sâu thịt nướng, một sâu thịt nướng 7 viên. Đầy quá không có, được không? Em không được, chỉ phải 2 thôi. Rồi, và để kho sẽ để mỡ hành. Rồi, được chú gãy cho nghe nè. Đây, đây nè. Chú gãy nha. Rồi. Rồi, đem chị. Trong tới dĩa con bon kìa. Tới dĩa phải không? Đây, được chú gãy sóc. Tới dĩa hả? Dĩa đó. Okay. Thịt đun mình xiên vô cái que mình nướng nha. Dạ, được chú rể à. Rồi con sữa làm chị lấy bọc 2 qua giùm chị thấy chưa? Có cái gì lấy bọc với lấy nước giùm chị nha. Rồi được chú gãy này, được chú Hùng ở Mỹ gửi tặng cho mấy cô với mấy chú nha. Chúc mấy cô mấy chú ăn ngon, có nhiều sức khỏe luôn. Mẹ ơi, có cái khăn trong này thôi đưa chị gáy cái tay bớt. Tại cái sâu này nó chưa. Của chú ba đây con rể, chú ba trước. Dạ với lấy đi nước giùm con. Dạ, được chú rể. Dạ. Tới dĩa không à? Rồi. Của ông 6 hộp ha. Dạ lấy thịt đi. Dạ, rể, được chú rể ông 6. Lấy đi nước giùm con. Dạ. Hôm nay chú gửi tặng một hộp cơm, một phần cơm với một ly trà đường. Dạ. Cộng hả? Dạ. Cộng nó trước nước kia. Quá trời vui vậy. Chú Thím Năm với mấy cô làm trà đường. Dạ chú Thím Năm hiền có bán đồ ăn sáng đó một chú người gia đình cũng ủng hộ cho chú với Thím luôn nha. Dạ được chú gãy rồi cảm ơn. Cái dĩa, dĩa của bà ba rồi. Cái dĩa đây mẹ cầm giùm con mà. Dạ, một chú rể á. Dạ. Em hộp phải không? Lấy giùm chị nước đi. Đây thì chú rể. Bà ba đợi con chút cho ba. Tại cái dĩa thôi. Cái dĩa của bà ba liền. Ớt không chú? Dạ. Đâu? Tài. Tài qua đây. Thôi lấy cái dĩa qua giùm mẹ thôi. Rồi. Lại con. Dạ, còn chút. Dạ, cứu của bà ba. Con gậy. Dạ. Dạ. Đây mẹ, dĩa mê. Rồi, tôi dĩa mini. Chưa hợp thôi. Rồi qua bên trong luôn nè. Nè, hộp này cho em Tài đi nè. Cho đắt không chịu à? Cho đắt không chịu. có đây được chú nó rễ ta. Dạ cái dĩa này của bảo của không? Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Cái dĩa này của anh. Dạ. Chưa tới sau thịt. Dạ. Rồi đấy, mắm thì mình nhờ dạ. Vô bịch sẵn. Chưa chưa. Chị để rằng là chị ấy thịt đó. Do dễ ấy thịt đó. Nhiều cơm chút mà. Có gì lấy bọc hai qua giùm con. Ui. Rồi lỡ rồi. Lấy bọc. Dạ. Dạ. Dạ được chú rể. Ủa cô hai dĩa ha. Dĩa hả? Dạ, được chú rể à, vậy bà. Rồi. Cơm thịt luôn rất là ngon nha. Dạ, được chú rể cô hai. Dạ, ăn ngon cô hai. Tình lại nay mình cũng quên lấy bịch dưa hung ra. Dạ dạ lấy bọc với nước mắm với muỗng giùm con, có gì vô trước. Mắm chung cơm. À, ra đây. Nè. Cái hộp luôn thôi. Tới hình là dĩa rồi đó. Dạ dạ. Đây là được chú rể à. Dạ, nó có rồi hết đây. Trà đường nữa hả? Dạ, dạ. Ly trà đường nước. Dạ, được chú dạ, gửi. Được chú không gửi hả? Gửi em nha. Rồi với ly nước giùm chị, được chú gửi. Rồi này, tới dễ có này có hình nè. Để trang món hành. Dạ, để, dạ để con chút ạ. Dạ, ok. Dạ, gửi em bà. Bà cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ, gãy cái nè. Dạ. Chưa. Em xay lại anh dễ cho em mới hành. Này quá rất cơm. Nó rộng. Đây. Dạ, nó gãy chưa mà. Dạ. Trời đâu lấy bọc hai quay đi được. Dạ. Dạ. Thôi để gì đỡ rồi chị để sợ rớt mình tước mắm. Rồi, hôm nay trứng hình trái tim. Rồi chị để thịt. Bà sáu nữa chị. Con đừng lấy muỗng khỏi muỗng. Dạ. Dạ lấy muỗng kia. Dạ rồi ít rồi. Bà sáu buộc lên con. Để nó dạ ăn liền. Dạ. Nó đầy quá, nên quên lấy bịch dưa hung ra. Dạ, rễ luôn. Dạ. Tới dĩa nè. Mẹ ơi. Cái gì để vô dĩa? Dạ, được chú rễ nha. Dạ. Kìa chị. Này không có ghế rồi. Dạ. Nó dẻo. Dạ được chú gửi. Cảm ơn. Dạ. Đây. Dạ, gửi cho ba. Dạ. Mẹ thêm miếng cơm miếng nữa đi mà. Dạ. Dạ được chú ghé ra tôi. Dạ. Dạ. Một cái này nữa hả? Dạ, với ly nước. Dạ, ly nước nữa ba Tinh. Lấy giùm con. Dạ. Chị có thể nhường cho chú đó trước cái được không? Tại chú nó đứng lâu không được. Dạ. Dạ. Lấy ly nước giùm con chú Ninh. Dạ. Chị bãi hộp đó cho em. Cảm ơn nha, cảm ơn. Dạ, rồi. Chú được chú Hùng kìa. Hỏi với chú Hưng. Này chị gửi cho bác Năm này của. Dạ. Dạ bác Năm ơi con gửi. Dưa leo được hay? Dạ. Dạ, con gửi. Góp rồi, góp với cái cây. Để mà hành được. Dạ. Dạ, dạ, con gửi. Dạ, với ly nước đi. Dạ. Ớt không chú? Thôi. Thôi. Bả hộp luôn phải không bả? Dạ. Dạ, vậy chú. Dạ, ly nước nữa chú, lấy giùm con. Rồi. Ngộ thẳng đầu dịch luôn mẹ. Được chú dễ ta. À. Dạ. Cái này cái bàn nó hơi nhỏ bởi vì nó cứ. Dạ con ghẻ bắt lên được chú dễ. Dạ. Dạ ly cho đường nữa bắt nè. Đây, dạ nghe được chú gửi chú. Dạ. Dạ, dạ. Có ly nước đây chú. Cái gì vậy? Nói mấy chú lấy đi trà đường dùm sợ quên á. Cái tay chị dính mấy nó hơi trơn cái hộp á, như trơn á. Của chú Năm trước hả? Dạ, con gửi chú Năm. Để dưới ly trà đường con chú Năm. Dạ. À, ăn cơm nè bói, bói. Qua đây nè bói. Dạ, được chú gửi chú hả? Dưới ly trà đường nữa. Dạ. Để gì? Thịt. Có gì? Này học cơ. Dạ ghế chú. Dạ với ly nước giùm con. Dạ có một hai quan con. Dạ gửi ông hai một hộp nữa kìa. Tại ông hai lớn đi không được kìa em vậy. Cái này là đầy hộp cơm rồi. Ủa quên tụi để mà hành không để ớt không hai ghế ăn luôn á. Đây. Dạ, với cái muỗng này chị. Dạ rồi. Ghế hai ly nước cho em nha chị. Mà mấy cô chú ở xa lấy hộp nhiều. Thịt nữa là xong. Nó đọc bọc má hai. Dạ giờ con rễ. Dạ được chú rễ cho ta. Dạ. Dạ con rễ. Dạ với ly nước giùm con. Dạ. Đây bà kia đi học ha cô? Chưa đi. Dạ, rễ. Dạ đứng đây có gì con làm cho, rễ vô. Cảm ơn. Dạ, dạ được chú rễ. Dạ. Để con rễ cho anh để cho bọc sẵn. Rồi xong rồi tới cô hai với bảy. Sáng ba mẹ con làm không kịp. Kìa kìa Bảy ơi anh. Dạ của này của cô hai lấy đi cho được để gửi cho mấy cô làm trước thứ Bảy. Dạ được chú vậy. Dạ ghế ạ. Dạ dưới nước cho ly cho đường gì. Dạ dạ. Cô ghế được chú ghế nha. Dưới ly cho đường vậy lấy cho chị. Dạ thêm 7 con ghế. Ôi bung. Dạ được chú ghé. Dạ. Ớt không chú? Dạ gì. Vậy đẩy qua vậy đi. Được. Dạ cũng vậy á. Cái này gửi tặng này được chú gửi tặng á. Dạ dạ. Bà Khía nghỉ hè chưa bà Khía? Chưa hả? Chưa. Đây gửi bà Khía như lấy ly cho đường đường giờ Khía. Dạ cạn cái bạch đừng. Dạ cảm ơn hộp dạ, quá dạ. Đầy luôn rồi cái chừng rớt nha cho nở ăn no luôn. Dễ nở ăn no luôn rồi dễ nghe đi làm. Mà khẩm đâu. Ủa 2 muỗng. Dạ gạn chút. Dạ ly cho đường chưa đường đấy chút. Mỗi phần ly cho đường. Dễ mà. Mẹ ơi. Dễ sau lưng. Để sẵn luôn. Hộp nó đầy quá. Nàng Tâm đi làm sớm không? Tâm là 7 giờ đi. Dạ. 7 giờ. thì để thịt đi. Dạ, ghế Úc với ly trà đường dùm con nha Úc. Dạ. Dưa hộp sẵn. Hai hộp thôi. Được. Okay. Cho bà nội. Với ly trà đường nữa, lấy hai ly trà đường dùm chị. Này ghế cho với bà nội nữa. Dạ. Cơm chị Tư. Dạ dạ. Để ớt không chị? Không. Khỏi em. Dạ, dưới ly cho đường đó chị, đấy nè. Dạ. Đây. Tôi để về. Cảm ơn nha. Dạ, dưới ly cho đường nữa. Chú rể hả? Dạ, tại vô hộp sẵn cho mấy con chị xuống dễ mau. Dạ, được chú rể. Này bà ba xuống kìa. Nó gửi hộp trong ba luôn hết chị. Gửi trong ba không? Dạ, dạ. Cơm thịt nướng bà ba. Nay ông ba có đi dân lưới không bà ba? Ông ba nghỉ cái giò. Ông té rồi chạy cái giò, ông nghỉ rồi tưởng gài. Dạ. Ông trệt. Dạ. Ừ. Con gửi phần cho ông ba luôn. Nào bà ba lấy. Ông trệt cái giò rồi mắc ra. Dạ, dạ. Gửi cho ông ba với bà ba được chú Hùng gửi ạ. Dạ, ăn ngon. Dạ, cho bà chứ khai phàm quê. Dạ. Ba chị ăn gì con? Dạ. Dạ. Ba xuống hả? À, dạ. Bỏ chai với này nè. Rồi ra, chạy mình muốn tắt đi đục cái nó bung ra. Rồi bà ăn bà, ở lớn tuổi. Dạ cho cái chú Quy. Với hai ly trà đường giùm con đó. Dạ có bọc thì con lấy. Dạ, có bọc rồi nữa. Bà lấy giùm con hai ly trà đường. Dạ được kệ cho bà với chú ạ. Dạ. Có em Trang mới hành không? Không để hành ha. Không phải không? Để không? Chuẩn bị đi học hả? Sáng mấy mẹ con tranh thủ làm sớm cho mấy em ăn đi học. Mấy cô chú cũng ra đồng sớm nữa. Dạ, uống đi. Từ chở xuống đây khát nước rồi. Dạ. Dạ ăn đi em. Đây, được chú gãy. Rồi. Con cầm. Dạ, được chú ghẻ. Dạ. Chưa. Em lấy trước. Mẹ dắt cho. Rồi. Đây, được chú ghẻ. À, giỏi. Dạ, ghẻ với ly nước. Dạ. Chừng đi, xin mình cho mẹ ăn hộp đi. Dạ được. Dạ được, dạ được. Dạ đi nói. Dạ. Dạ. Con gửi cho cô luôn. Kể cho bạn. Còn hộp ở đây. Nay mấy cô chú với mẹ mới xuống trên xuống nên là mình làm hộp nhiều. Ở xa không có đem dĩa này được, mình gửi hộp nên là lấy con 2 ly trà đường để hộp chị quay lại. Dạ, để chú với bà. Dạ. Này không thấy gì nè, chị Tiết. Đây được chú ghệ. Rồi. Dạ được chú dễ chị. Dạ. Dạ được chú dễ vậy. Dạ. Dạ dạ. Tới của em xong rồi tới em bên đây nè. Ngoài hả? Dạ hộp trong đó em nằm lấy giùm con. Tới bên đây hả chị? Đúng rồi, tới em với dạ dạ dạ. Thấy ếch là đứng đây luôn hả? Dạ dạ vậy bà. Dạ gửi tiền con cảm ơn. Dạ. Giỏi. Đi cho đường nữa chị. Dạ. Ô rớt 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 một cái. Dạ đợi con cho đợi chị để chút xíu. Dạ để. Dạ. Chưa chưa. Cái này hộp cơm hay đầy á. Chị để xuống rồi. Đây là nước. Ủa quên. Em chị. Cảm ơn. Dạ, với nước chấm, nước mắm rồi vậy. Dạ kìa. Tới bên bà bên đây đi không? Dạ, bà lấy giùm con hai cái bọc con. Dạ, con rễ. Từ chú rễ. Để con lấy lên nè. Ờ, với ly trà đường cho em bị bé ạ. Con cảm ơn đứa con nó lớn lên. Rồi giỏi, đã tí nị vậy. Dạ con ghé cho bà. À, dạ, nó xúc kìa. Để con ghé. Dạ, với ly trà đường. Cảm ơn mấy con. Dạ, ăn ngon à. Rồi về nghe. Dạ con ơi. Dạ. Mẹ thấy. Ăn dễ. Dạ. Nhiều đây nữa chắc đủ hả chị? Đủ rồi. Dạ ăn dễ hả? Dạ. Dạ ăn dễ được chú dễ à. Dạ, con bán vé số. Đây được chú rể nha. Quá đầy luôn mẹ ơi. Dung luôn. Em hộp này chắc em nhỏ này ăn không hết á. Đầy luôn. Để cho em lớn đi. Để em lớn. Mẹ ăn tiếp. Cái này là cô ăn gì ăn đi được luôn. Đây dễ nha. À, cái hộp đó đầy quá. Rồi tới con nha. Với một hộp cho cô đúng không? Rồi cô phì lên. Dạ, cô lên này là ở dưới lên về. Má lấy con mà dễ cơm. Ủa này gửi cho cô đúng không? Bác Ngọc cũng hiện ra đây cô bác ơi. Rồi hết bực, dùng hết sức. Rồi. Dạ, gửi cô. Dạ. Tại cô bị bỏng hả? Bỏng. Còn dạ. Hộp của chú nữa là hết luôn. Chú ơi, còn hộp cuối cùng của chú. Dạ ớt không? Dạ khỏi. Dạ được chú Hùng gửi cho chú luôn. Rồi hết rồi đó mà. Dạ dưới ly cho đường giùm. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ ông bà cô chú ơi, ba mẹ con cũng làm gửi tặng xong 100 phần cơm thịt nướng rồi nha. Dạ còn một phần đặc biệt thì chú Hùng muốn gửi tặng đến Thím Năm hái rau nhút ở ngoài đồng. Giờ hai chị em đem cái phần cơm này để gửi cho Thím nha. Dạ. Nãy mình có làm sẵn mình để ở trong rồi. Dạ. Dạ bây giờ hai chị em ra ngoài đồng chỗ Thím Năm cắt rau nhút. Hôm bữa Thím cắt đắt ở dưới, hôm nay thì các rau nhút đắt ở trên. Dạ thì mấy bữa trước nương có quay cái clip mà đi dở 12 cửa ngục đó mà cô chú. Dạ rồi được chú Hùng á, chú thấy Thím Năm cắt rau mà lúc dầm mưa cắt á thì chú cũng thương. Thì đủ duyên với chú thì chú muốn gửi cái phần quà đặc biệt này cho Thím Năm tỷ nha. Dạ, dạ chào Thím Năm. Sáng giờ cắt được nhiêu rồi Thím Năm? Mới được có 2 bó. Dạ, đi từ lúc mấy giờ mà? 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi hả? À. Bữa nay Thím Năm lên đất trên cắt rau hả? Ở dưới hết rau rồi đi lên để cắt. Dạ. Dạ chú ơi, đây là Thím Năm tỷ nha chú. Hôm bữa thì hai cha con của con đi dở 12 cửa ngục đó rồi Thím Năm thì cũng dạ Thím dầm mưa cắt rau chú thấy rồi và chú thương. Thì đây phần cơm của chú Hùng gửi tặng cho Thím Năm nha. Dạ, cảm ơn chú Hùng nha. Dạ. Ăn có sức đi cắt rau tiếp. Dạ còn phần quà đặc biệt là chú Hùng muốn gửi tặng đến Thím Năm là với số tiền là 2 triệu đồng. Dạ thì chú thấy Thím Năm làm rồi chú cũng thương, rồi chú đủ duyên với chú, chú muốn gửi cái phần quà đặc biệt này cho Thím Năm nha. Dạ đây số tiền 2 triệu. Đây con thay mặt chú Hùng gửi tặng cho Thím Năm. Dạ. Rồi cảm ơn chú Hùng luôn, đã hỗ trợ giúp đỡ chị mẹ cho em 2 triệu đồng. Dạ. Rồi hàng ngày Thím đi cắt rau vậy mấy giờ mới vô Thím? Có khi 12 giờ, 1 giờ vô chừng vậy, người ta đủ sớm thì mình vô sớm. Dạ. Còn người ta chưa đủ thì mình nói lại cắt. Mình cắt một bữa giờ được nhiêu tiền hả Thím? Một bữa 150 có, một bữa 7-80 cũng có. Dạ. Nhưng tao lấy nhiều lấy ít gì đó. Dạ. Em cũng cảm ơn chú Đặng nhờ gửi lời tới sức khỏe chú, mạnh giỏi. Rồi, cảm ơn Thím Năm, chúc Thím Năm có nhiều sức khỏe luôn. Rồi Thím Năm tiếp tục đi cắt rau. Thím Năm cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ chú Hùng ơi, hôm nay gia đình của con rất là vui luôn khi được thay mặt chú là làm gửi tặng 100 phần cơm thịt nướng. Dạ, và phần quà đặc biệt thì chú muốn gửi tặng đến Thím Năm thì hai chị em con cũng thay mặt chú gửi tặng cho Thím Năm, thì Thím Năm cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn tấm lòng của chú Hùng ở Mỹ đó, luôn thương yêu bà con ở quê, gửi tặng cho bà con bữa ăn sáng rất là ngon luôn. Dạ, con chúc cho chú lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc, công việc thì gặp nhiều may mắn như chú. Dạ, hai chị em cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn bà cô chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Hương Quê. Hẹn bà cô chú ở video tiếp theo. Dạ, xin chào.